Túi này là 20 tiền rồi nha. Anh nha. Dạ, em hai xin cảm ơn anh nha. Rồi em gửi tiền anh nha. Rồi, ok. Dạ em sơn nha, túi này
Thank you.
Ai già mì này chuẩn nữa hả ta? Ủa chào anh ơi, anh bán gì vậy? Anh bán cái gì vậy? Bán măng hả? À? Măng đắng hả? À? Bao nhiêu tiền một củ này, hay là bán theo bán theo túi hả? À? Bao nhiêu túi, bao tiền một túi vậy? 20 tiền hả? À? Rồi ok, cho mình một túi đi. Anh cho mình một túi luôn á. Cho em mấy củ á. Cho mấy củ nha. Trời ơi. Củ này lấy củ nhỏ, tôi đi làm mà. Thực tế tôi đi làm mà làm nhồi đó. Cái này làm nhồi là chuẩn này nha. Làm nhồi là chuẩn cái nó. Giết men luôn hả? Phải rạch ra cho nhân vào nè. Là những người đó bữa nay xỉn rồi đó. Được rồi ta, đừng xỉn thôi. Túi này là 20 tiền rồi nha anh nha. Dạ em hai xin cảm ơn nha. Rồi em gửi tiền anh nha. Rồi ok. Dạ em sơn nha, tối nay bắt nhồi rồi đó. Đưa nhồi nha. Rồi xin cảm ơn. Cảm ơn anh nha. Thank you.
Một củ này là 10.000 chú ạ. 10.000 này. Đây cho một củ này đi. Củ nhá. Vậy. Bán khoai. Bao nhiêu tiền một củ? 10.000. 10.000 à? Cho chị 3 củ. Bán cái gì đây? Bán khoai. Khoai. Đi cho một củ này. Nhà này em thì tôm rồi, còn bánh mì ơi, lấy sữa. Bánh mì sữa làm cái gì này? Có lòng tay này không minh mã. Tiền hả má? Đồ đi. Này, trả tiền này. Thank you.
đồng.